Mình mua một mét vải là 35 ngàn và mình làm được 4 cái khăn thì mình xài thoải mái luôn. Và vải trắng bánh là vải kate Nhật. Chào các bạn, chào các cháu. Hôm nay Ngọc chia sẻ đến cả nhà làm món bánh cuốn bột mì tráng bằng nồi hơi. Và tráng bằng nồi hơi thì rất là tiện và ngon cả nhà ơi. Công thức và cách làm thì rất đơn giản. Và nếu cả nhà thích món này thì hãy vào bếp cùng mình nhé. Đây là nguyên liệu mình đã chuẩn bị. Trước tiên mình đi ướp thịt. Đây là 250 g thịt nạc, 1/2 muỗng cà phê đường gạt, 1/4 muỗng cà phê muối, và mình xài gạt hết. 1/4 muỗng cà phê hạt nêm, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt, 1/4 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh đầu hành, nửa muỗng canh tỏi. Mình trộn lên, mình ướp khoảng 15 đến 20 phút. Đây là chén bột mì 150 g và bột mì hoa ngọc lan, bột năng 150 g. Nếu các bạn không có cân, các bạn có thể nhìn cái chén về các bạn lường. Mình cho cả hai thứ bột vào trong tô. Mình cho vô 1/4 muỗng cà phê muối gạt. Mình cho vô 600 ml nước và nước ở vòi á. Và mình cho từ từ. Mình làm bánh cuốn á, và mình cho cái bột mì hoa ngọc lan này thì bánh nó ngon và nó trắng. Bột và nước hòa quyện hết rồi mình cho hết 600 ml nước vô luôn. Bây giờ mình quậy bột xong mình để qua một bên. Mình cho dầu vô mình phi hành. Dầu nóng mình cho hành vô mình phi. Và mình phi lửa trung bình. Và mình đảo luôn tay không thôi thì hành cháy. Hành lúc này nó nổi lên là sắp được rồi. Và đây là 100 g hành khô. Mình phi hành để sẵn cái rây á, hành được mình đổ ra cái rây. Hành của mình lúc này được rồi này, mình tắt bếp và mình đổ hành ra. Mình cho dầu phi hành vô để mình xào thịt nè. Mình cho vô một muỗng canh hành tím. Hành thơm mình cho thịt vô mình xào. Và mình để lửa lớn. Lúc này thịt của mình nó khô hết nước rồi. Và nó cũng gần chín rồi. Bây giờ mình cho củ sắn vô nè. 100 g củ sắn. 100 g hành tây. 20 g. Và mình cũng cho nấm mèo vô luôn, 20 g nấm mèo lúc chưa ngâm á. Lúc này thì mình để lửa nhỏ. Hết nước rồi mình để lửa to là dễ bị cháy. Mình nếm nó hơi nhạt á, mình cho vô một ít muối vào nữa. Mình cho thêm một xíu muối nữa vô. Nửa của phần 8 cà phê thôi. Mình đảo khi nào cái nấm mẹ cái củ sắn này nó trong á thì mình nó đã chín là mình tắt bếp. Bây giờ củ sắn của mình nó trong rồi á thì mình tắt bếp. Và mình cũng cho hành lá vô. Mình cho thêm một chút tiêu vô cho nó thơm. Nước sôi mình cho vô 1/8 muỗng cà phê muối. Và mình bỏ giá, mình trộn 1 phút thôi. Xong mình đem vô cho cái quạt mình thổi cho nó mau nguội á, cho nó giá nó giòn. Trộn được 1 phút mình vớt giá ra. Bỏ ra cái rổ xong mình bỏ ra cái quạt.
Và hôm nay thì mình tráng bánh cuốn bằng nồi hơi. Đó, mình chuẩn bị sợi dây thun đây nè. Sợi thun để cột sẵn đây rồi. Bây giờ thì mời mình mở sợi dây thun ra rồi. Mình chùm lên một miếng vải kate Nhật. Và mình đã đục lỗ này. Đã đục lỗ để cho thông hơi. Mình đục một ít thôi. Bây giờ mình choàng sợi dây cả nhà. Đó, mình choàng sợi dây một vòng là được. Mình choàng sợi dây xong rồi mình cứ kéo ra cho nó thẳng cả nhà. Đó, mình kéo. Kéo xuống cho nó thẳng. Đó, mình kéo xuống dây này. Nó căng nó thẳng ra. Bây giờ mình cho vô 2 muỗng canh dầu phi hành cho nó thơm và nó mềm bánh. Đó, mình khuấy đều lên. Trước khi đổ bánh thì mình phải khuấy đều lên. Bây giờ mình đổ bánh tiếp này. Đó, mình nhanh tay. Tráng cái khuôn này tiện lắm cả nhà ơi. Nó khoảng 30 giây là bánh được. Đó, mình lấy cái cây này nè, khi nào mình cũng phải cho hai dầu hết. Bánh chín quá nó cũng dễ đứt nữa cả nhà nha. Đó, mình lấy từ từ. Khuôn mới thì nó khó lấy cả nhà. Đó, rất là đẹp không. Bây giờ mình bỏ bánh ra mâm rồi cả nhà. Bánh rất là đẹp. Và bây giờ mình cho nhân vô nè. Mình ăn ít thì mình cho ít, mình thích ăn nhiều mình cho nhiều. Mình gấp to to về nè để cho nó lộ nhân ra ngoài. Nhà nhìn rất bánh rất là đẹp luôn. Bây giờ mình pha nước mắm, 1 muôi canh đường, 2 muôi canh đường, 3 muôi canh đường. Nước mắm mình cũng cho 3 muôi. Mình xài mắm Nam Ngư. Nước thì xài 9 muôi canh, 1 đường, 1 mắm, 3 nước. 2 3 4 5 6 7 8 9. Nếu ai ăn nhạt thì ta có thể cho thêm nước, và ai ăn mặn thì ta có thể bớt nước đi. Nước mắm tan hết đường rồi, mình nặn vô một miếng chanh nè, và tùy theo khẩu vị của mỗi người mình khuấy thử xem nó vừa chưa. Mình cho thêm một miếng chanh nữa. Lúc này mình thấy nước mắm rất là ngon rồi, mình cho tỏi và ớt vô nè. Ớt này là ớt không cay. Mình cho tỏi vào luôn. Phần rau thì mình có giá trụng nè, dưa leo nè, xà lách nè và rau thơm. Còn giò thì mình mua cái loại lỗ như vậy thì nó ngon nè. Giò thì phải có lỗ mới ngon. Bây giờ thì mình thưởng thức. Bánh mềm ngon lắm cả nhà ơi. Này, cả nhà coi nè, bánh rất là ngon luôn, mà mỏng lắm.
mình chan nước mắm vô. Mình cho hành phi với giá trụng vô nè. Mình mời cả nhà cùng ăn bánh với mình nha. Ngon quá cả nhà ơi. Bánh cuốn thì mềm, dai và ngon, còn nước mắm thì rất là ngon, mình húp được nước mắm luôn. Video của mình đến đây là hết, chúc cả nhà thành công. Nếu cả nhà thích thì hãy like, đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.